có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba và cậu được đến ngay với shop của trùng cuối và trùng figure hiện tại thì tất cả các mẫu áo hoodie và sweater trên trùng cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào cùng với đó là trùng figure đã bắt đầu chạy rồi như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300 còn chân chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo một cái figure để cuộc sống thật là vui đứng như thằng thằng kia bị đút kem mồm chấp nhận bị người khác mạt sát, chấp nhận bị đánh, chấp nhận bị nướng thành miếng thịt quay. Nghề diễn là vậy, không phải nơi nào cũng có thách thức danh hài không phải nơi nào làm diễn viên YouTube cũng có thể trở thành diễn viên điện ảnh. Ai rồi cũng phải có một xuất phát điểm khó khăn mới có thể tồn tại cho cái nghiệp diễn xuất này. Châu Tinh Chỉ cũng thế. Bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật nhưng chắc cũng bôi thêm tí điện ảnh về cuộc đời của Tinh Gia, một người hoàn toàn đi lên trong nghề điện ảnh bằng thực lực của chính mình. Đây là trong phim bảo thế cho tôi biết ngoài đời nào đâu. Và sau đây là recap vua hải kịch thủa thiếu thời. Châu Tinh Chỉ có tên là Doãn Thiên Sầu, anh làm đạo diễn đứng trên vạn người công việc đơn giản chỉ là chỉ đạo các thứ đấy là tôi bịa ra chứ anh chỉ là một thằng diễn viên quèn tưởng mình tài giỏi hơn người nên lanh chanh chỉ trỏ người khác ai kiếm giùm tao đến là biết diễn cái coi tôi 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 mày biết diễn hả diễn mặt mắc ỉa mà không có nhà vệ sinh coi lúc tìm được ngồi mái không chịu ra ra nhưng vón cục lúc xong xuôi đúng bạn nhất thấy toàn cục tròn xinh nhà vệ sinh hết giấy rồi tỉnh lại tao bảo mày tỉnh lại hết giấy là chết chắc đi ỉa hết giấy sống làm mẹ gì nữa diễn như mày thì về mà diễn cho ông bà mày coi chị gái à em diễn sai gì hả tao không biết tao là hr thiên sầu là thế anh cứ nghĩ mình là nhất nên không nghe theo đạo diễn cũng may đoàn phim đang khan hiếm nhân lực nên anh được cho vào một vai quần chúng đạo diễn à tôi có thể pha thêm chút nghịch ngợm vào vai diễn được không kiểu cha xứ ăn thịt chó chẳng hạn mày làm má mẹ gì mày làm Bấm máy, cảnh quay bắt đầu, thiên sầu diễn vài sắc chết, một vai diễn không thể bộc lộ được khả năng diễn xuất thiên tài của anh. Đương nhiên anh không hề muốn như vậy, và hành động ích kỷ đó đã phá hỏng toàn bộ set quay của đoàn làm phim. Cái thằng chết bầm kia, mày chỉ biết chết thôi mà. Thiệt ra tôi muốn pha thêm chút nghịch ngợm cho vai này. Tôi cần đĩa thịt chó. Má thằng điên, mày đóng vai sắt chết mà. Nhưng cho tôi ăn xong đĩa thịt chó rồi tôi chết cũng được mà. Nè, mày biết một cộng một bằng mấy không hả? Bằng hai. Thế biết hai cộng hai bằng mấy không? Là bốn. Bốn với một là năm. Vậy mày có tính số năm trên bằng tay tao tán vỡ mà mày không hả thằng phá đám? Thế là thiên sầu bị đuổi. Không có gì ngạc nhiên với cái tính cách ích kỷ của mình. Chị à, tôi lại làm gì sai hả? tao không biết. Tao làm hắc rồi. Chả biết anh diễn xuất ra sao, minh tinh màng bạc như nào Nhưng mà ở trên trường quay thì đừng có mà cãi đạo diễn Đấy chết thì cứ dãy đành đạch rồi nằm in cho xong mẹ đi Thiên sầu đành phải bỏ về Chú ơi cho xin hộp cơm Cơm mà mẹ mày chứ cơm Vì mày không chịu chết quách đi cho rồi Nên các đoàn phải làm overtime đó thằng chết bầm Muốn ăn cơm hả Ăn chung với Harry Maguire đi nè Thiên sầu Ben thất thiểu bỏ về trở lại khu trọ nghèo nơi anh làm công việc trông coi nhà văn hóa cho khu phố cuộc sống nhàm chán này không phải điều anh hướng tới anh liên tục gọi điện cho các nhà làm phim để xin một vai phụ gọi từ sáng đến đêm mọi người chỉ nghe đến cái tên thiên sầu là ngay lập tức cúp máy nhưng thiên sầu vẫn không bao giờ từ bỏ anh vẫn một mình trong căn phòng tối tàn với ước mơ một ngày nào đó sẽ có thể thoải mái bộc lộ khả năng diễn xuất của mình sáng hôm sau thiên sầu dựng cái sân khấu kịch như thường lệ khoác lên người một bộ vest lịch lãm như thường lệ và liên tục mời chào mọi người đến tham gia lớp học diễn xuất vỡ vẩn của mình như thường lệ Này cháu yêu cháu có muốn làm diễn viên như ngọc trinh không cháu muốn có body như ngọc trinh thôi thế thì cháu phải ở đây và nghe nhã thôi nghe không ta bẻ Ê... chú bảy chú đã nhớ hết lời thoại chưa vậy chú nhớ đường đến nhà tắm nữ rồi dòng 10 hồi hai là gì quần nhỏ của con bé đó màu đỏ rõ ràng là chẳng một ai quan tâm đến cái chuyện diễn xuất của sầu anh đi tìm mấy thằng nớt trong phố dạy cho chúng nó cách diễn sao cho giống giang hồ làm giang hồ là phải biết đâm chém đâm như này này bị đâm thì phải đau đớn tí cái này là mặt lúc táo bón không phải bị đâm đau là thế này nè trông <laughs> giống bị giải hơn rồi đó nhưng không như sầu nghĩ đám nhóc này lại dùng mấy trò anh dậy để đi ăn vạ vòi tiền người khác sầu chứng kiến mọi chuyện anh giả vờ rơi tiền để trả lại số tiền mấy thằng kia vừa lấy và mời bà đến xem mình biểu diễn tiền thì bà lấy còn biểu diễn thì sầu nên làm một mình thì hơn chẳng có một ai muốn xem một thằng khố rách áo ôm chả có tí phim nào diễn cả thế là hôm sau thiên sầu lại lẽo đẽo lên phim trường đương nhiên là anh bị đuổi như một con chó ăn à em đã học làm người chết cái đêm hôm qua rồi mày thích học chết hả tao đâm mày giờ á Ây da anh trai, đâm thì chết đau đớn lắm Hay anh dùng súng đi Súng mà mẹ mày hả Tôi mà anh trai, kiếm chỗ nào mà chết thật đi May mắn cho anh, phim trường lại tiếp tục thiếu nhân lực Và Thiên Sầu lại được tuyển vào vai xác chết Lần này anh diễn rất tròn vai Đủ để giành được cả Oscar Diễn đến cái mức mọi người lao và đánh anh về má nhận không ra Nhưng mà anh vẫn nằm im như đã chết Chỉ đến khi đạo diễn kêu cắt, anh mới bắt đầu đứng dậy Chính vì sự chuyên nghiệp này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của chị Quyên Một diễn viên vô cùng nổi tiếng Cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của Thiên Sầu đã chuẩn bị đi lên Anh lại tiếp tục tự gây tai họa và phải quay trở lại khu phố nghèo khó của mình. Nhưng lần này anh đã bắt đầu có những học viên đầu tiên trong lớp diễn xuất. Họ là những vũ nữ ở vùng này đến để học cách quyến rũ trai đẹp. Tại dạo này mấy ông anh trong thành phố đuổi bầu có vấn đề nên khẩu vị gái gú cũng bị a đuổi theo. Ngành vũ nữ phải tìm cách thích ứng và họ quyết định mở event gái còn trinh cho hộp đêm. Chỉ có điều mấy đứa vũ nữ trong ngành đều đã thành han sơn đòn hết rồi chứ lấy đâu ra trinh với chật tiết nên họ cần thiên sầu để dạy cho cách diễn làm sao cho giống gái mới lớn trong số những cô vũ nữ có phiêu phiêu một cô gái thông minh xinh đẹp nhưng cuộc đời xô đẩy cô vào con đường làm gái cơ mà câu chuyện của cô chúng ta sẽ để sau và tiếp tục quay lại với lớp học của thiên sầu cù trai dễ lắm các cô chỉ cần bảo là các cô thích cù của họ là được rồi thêm một chút nước mắt nước mũi từ lừa nữa thì lừa được cả Elon Musk mà với mấy người háng đủ rộng cho hai làng xe chạy thì khó có nước mắt lắm nên phải ăn wasabi mới được mày bảo háng ai rộng không lẽ là tôi ủa mày làm gái mà tao làm gái của tự trọng có được không hả cảm thấy bị đụng chạm phiêu phiêu phang thiên sầu một trận và tiếp tục quay trở lại hộp đêm đối mặt với ông khách khó tính phiêu phiêu thử dùng trò của thiên sầu ăn wasabi mà không chấm với sushi nước mắt nước mũi từ lừa em thích cu Thế mà cái trò dở hơi lại thành công Phiêu phiêu nhận ra nhà lầu xe hơi cũng không xa xôi lắm Chỉ cách mình mỗi một ít nước mắt nước mũi và vài câu vô sỉ Ngày hôm sau cô quay lại tìm thiên sầu Nhờ anh dạy thêm vài đường cơ bản nữa Tuy chỉ là diễn Nhưng giữa hai người nảy sinh một thứ gì đó Tựa như yêu Mà người ta hay gọi là nứng Cua trai dễ mà Cô chỉ cần nhìn họ như cái cách cô nhìn tình đầu của mình là được mà chắc làm gái thì làm gì có tình đầu ha Dĩ nhiên là phiêu phiêu có Một cuộc tình mà cô nghĩ mình sẽ được hạnh phúc trọn đời Thế nhưng tình yêu tuổi 17 là trò sàm lìn của mấy pet ngôn tình Người yêu của Phiêu Phiêu còn muốn cô đi làm gái để có tiền nuôi hắn chứ chả có anh nuôi em còn mẹ gì hết Nếu không có thì Tám coi tôi là tình đầu của cô là được mà <laughs> Vậy mà là tình đầu hả? Dạy diễn xuất cho Phiêu Phiêu xong, Thiên Sầu lại đi dạy hư cho mấy thằng nhỏ trong xóm Để chúng nó lại ra đường bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên được Đúng là không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ thầy dạy ngu một thằng còn không đàn phim nào dám nhận Bảy đặt đi dạy khác diễn xuất Thiên sầu lại quay trở lại trường quay Quyết tâm trai mặt mong được một cái vai gì đó rẻ rách chốt thượng được ta không biết, tao là HR HR là thuê người đó bà nội May mắn thay, anh được đạo diễn gọi vào cho một vai cực kỳ nguy hiểm Một cây thịt xiên nướng Do nóng quá không chịu được Thiên sầu lại phá hỏng cảnh quay một lần nữa Và thế là anh lại bị đuổi Vừa bị thành vịt quay Vừa bị ông phát cơm chửi cho không ra thể thống cống rãnh gì hết Thiên sầu nhận ra mình cũng chả giỏi giang gì Anh cũng khuyên những đứa nhóc trong xóm không nên đi đóng giả giang hồ nữa Mà về đóng kịch cùng anh Tuy chỉ có một khán giả là phiêu phiêu Nhưng anh và đám nhóc rất vui sau buổi diễn hai người tâm sự với nhau và nảy sinh tình cảm hoặc do phiêu phiêu tính mổ trải thiên sầu chả biết nữa nhưng thiên sầu chắc chắn đã có thiện cảm với phiêu phiêu sau một đêm mặn nồng thiên sầu tỉnh dậy và ngắm kỹ phiêu phiêu anh nhận ra cô là người con gái mang trong mình rất nhiều tâm tư nhưng thân phận làm gái của cô vẫn là một cái gì đó quá xa cách anh để số tiền ít ỏi mình có được ở đầu giường và giả vờ mình vẫn chưa dậy phiêu phiêu thấy tiền để đấy thì nghĩ thiên sầu cũng chẳng coi mình là người con gái tử tế gì cô cầm số tiền và rời đi thiên sầu cảm thấy có lỗi anh chạy theo không làm gái nữa được không? Không làm bốc cức mà ăn hả? Tôi nuôi cô. Câu nói của thiên sầu thực sự đã đi thẳng vào trái tim của cô gái vũ nữ. Chả biết anh có nuôi được mình không nữa. Nhưng đó là điều phiêu phiêu thực sự muốn nghe từ một người đàn ông. Thiên sầu cũng không để lời nói của mình chỉ là một lời nói suông. Anh tiếp tục đến trường quay và may mắn đã đến với anh. Quyên Nhi đã gọi anh vào và diễn thử một vai với cô. Pha biểu diễn nước mắt nước mũi từa lừa của thiên sầu đã chạm vào tất cả trái tim của nhà tuyển dụng. Trừ ông Tây, mẹ thằng racist thì ra có một ông diễn viên khác đã hoãn lại công việc. Quên Nhi không thích nên đã tự mình recast và khả năng cao Thiên Sầu sẽ có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Kể từ đó, anh chìm vào trong vòng xoáy công việc, đặt luôn Phiêu Phiêu và lời hứa nuôi cô ra sau đầu. Phiêu Phiêu thì đã đem lòng yêu Thiên Sầu, cô không còn muốn làm gái nữa. Cô chống lại mấy người ở hộp đêm, dù bị đánh đập dã man, cô vẫn quyết tâm giữ mình trong sạch để xứng đáng với Thiên Sầu. Sáng hôm sau, cô đến tìm anh nhìn khuôn mặt bầm dập của phiêu phiêu thiên sầu cũng định hỏi thăm nhưng quên nhi dục thiên sầu đi mất phiêu phiêu cũng không muốn làm kỳ đà cắn mũi hai người Cô chợt nhận ra mình không còn xứng đáng với thiên sầu một chút nào hết Nhưng cô vẫn phải mở mồm ra Sao báo sẽ nuôi tao hả thằng chó Sẽ nuôi mà Quyên Nhi nhận ra tình yêu giữa hai người Nên thả thiên sầu lại Đôi chim câu hạnh phúc ôm nhau Trước khi cơn bão thực sự kéo đến Thiên sầu lại bị đá khỏi dự án phim vì ông diễn viên kia đã quay trở lại Dù không muốn chút nào Nhưng anh chẳng còn có thể làm gì hơn Quyên Nhi càng cảm thấy có lỗi nhưng cô cũng không có tiếng nói trên đường ra về, đến hộp cơm thiên sầu cũng không thèm lấy nữa. Anh thực sự đã đến bờ vực của sự tuyệt vọng và anh đã được mời đóng vai chính trong một bộ phim chỉ đóng được duy nhất một lần. Vì đóng ngu là anh sẽ mất mạng. Ông già phát cơm thực ra là một cảnh sát chìm. Ông muốn thiên sầu đóng giả làm người giao đồ ăn, đưa hộp cơm có thiết bị nghe lén vào trong địa bàn của ông trùm. Sai sót duy nhất của kế hoạch này là nhà ông trùm có nuôi Gordon Ramsay nên chẳng cần gọi đồ ăn là mẹ gì hết. Ông cảnh sát cố gắng gọi nhưng không thể, thế nhưng vẫn có người giao hàng đến. Người đầu tiên là người giao hàng thật với cái kết không nghề mái cho lắm. Người thứ hai là thiên sầu, dù là diễn viên nhập vai nhưng thấy xác chết thì hòn dái cũng phải thụt vào trong. Cái này bao tiền? 10 đồng nhân đôi lên là mấy? 20 đồng nhân 3, 25, 10, 10 nhân 3 mà 25, tìm chứng nhiều. Đây là lớp dạy toán hả? Trả lời, hàm hai, Thêm trứng rẻ hơn à ấy nhầm Hay bảy Nhận đùi hai cái thêm trứng là bao nhiêu Tôi không biết Tôi là vóc chờ Được chưa Đứng trước màn tra khảo liên tục của ông Trùm Thiên Sầu chẳng còn biết diễn xuất gì nữa Thấy thằng nhóc mình lôi theo run cầm cập như sắp chết Ông cảnh sát cố gắng cứu Thiên Sầu Nhưng ông Trùm đã phát hiện ra Ông cảnh sát bị bắn Thiên Sầu hoàng quá Cầm súng nhắm mắt bắn bừa giết hết tất cả Phim đang cảm động tự nhiên bắn nhau cái đéo ấy Nhưng mà phi vụ đã thành công Thiên Sầu nhận ra diễn xuất thực sự khó Không phải cứ tâm huyết rồi nhắm mắt diễn bừa là được mà thực sự cần học hỏi rất nhiều. Anh quyết định hạ cái tôi và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những điều nhỏ nhất. Trở về căn nhà tồi tàn, lúc này đang có phiêu phiêu ngồi chờ. Sau bao nhiêu chuyện khó khăn, chỉ có phiêu phiêu là người sưởi ấm cuộc đời đầy vất vả này của anh. Hai người cùng những đứa nhóc trong xóm cùng nhau tạo ra một đoàn kịch, và thế là họ trở nên nổi tiếng. Và đương nhiên là nhờ rất nhiều vào phim của Quyên Nhi chứ thực ra chả có thực lực còn mẹ gì hết. Bài học rút ra: cuộc đời phải tìm được chỗ đứng. Tìm được rồi phải đứng đúng chỗ đó Mà muốn tìm được thì phải tìm anh chị giỏi giang đã thành công sẵn để chống lưng cho Và tôi quản quại Xin chào và hẹn gặp lại